Xin kính chào quý vị và các bạn. Nghiên cứu cho thấy các vấn đề về dạ dày và loét tá tràng do không ăn sáng cao tới 36%, đồng thời cũng dễ gây hạ đường huyết, giảm trí nhớ và tăng nguy cơ sỏi mật. Như vậy cũng có nghĩa là một thói quen ăn uống lành mạnh, bổ sung dinh dưỡng hợp lý sẽ giúp cơ thể bớt bệnh tật và sống thọ hơn. Có 3 khung giờ vàng lý tưởng trong ngày để bổ sung thực phẩm cho cơ thể khỏe mạnh, tăng sức đề kháng mà không sợ béo lên. Mời các bạn cùng nghe. Muốn sống thọ, ít bệnh, nhất định phải biết ba khung giờ vàng trong ngày để chăm sóc cơ thể mình. Có ba khung giờ vàng lý tưởng trong ngày để bổ sung thực phẩm cho cơ thể khỏe mạnh, tăng sức đề kháng mà không sợ béo lên. Một Buổi sáng nuôi dưỡng dạ dày, giờ vàng 7 giờ đến 9 giờ. Ngày nay, đau dạ dày đã trở thành một loại bệnh thường thấy ở người hiện đại. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, tỷ lệ mắc bệnh dạ dày lên tới 80% và đang tăng với tốc độ 17,43% mỗi năm. Bệnh dạ dày là 3 phần dựa vào điều trị, 7 phần dựa vào nuôi dưỡng. Do đó, những người chưa mắc bệnh dạ dày trong cuộc sống cần phải đặc biệt chú ý đến việc chăm sóc dạ dày. Để ngăn chặn bệnh dạ dày xuất hiện, từ 7 giờ sáng đến 9 giờ sáng, khí huyết chảy qua dạ dày và dạ dày phải bắt đầu hoạt động một cách có trật tự. Do đó chúng ta phải có bữa sáng tốt, nếu không sẽ dễ bị thiếu máu và mắc các vấn đề về dạ dày. Ở đây bạn cần chú ý đến hai thời điểm. 7 giờ sáng uống một cốc nước ấm để bảo vệ dạ dày. Uống một cốc nước ấm vào khoảng 7 giờ có thể làm ẩm miệng, thức quản và niêm mạc dạ dày, rửa trôi chất nhầy và mật dính vào màng nhầy, thúc đẩy nhu động của đường tiêu hóa và chuẩn bị cho bữa ăn. Đồng thời giúp bổ sung lượng nước bị mất, nhưng không nên uống quá nhiều nước, khoảng 100ml để không làm loãng axit dạ dày và ảnh hưởng đến tiêu hóa. Không nên uống nước lạnh để tránh kích ứng dạ dày. 7 giờ 30 ăn sáng, nghiên cứu cho thấy các vấn đề về dạ dày và loét tá tràng do không ăn sáng cao tới 36% đồng thời cũng dễ gây hạ đường huyết, giảm trí nhớ và tăng nguy cơ sỏi mật. Một bữa sáng tốt nên bao gồm ngũ cốc, sữa, thịt và các sản phẩm từ đậu nành, trái cây và rau quả. Ngoài ra, bữa sáng không nên ăn đồ cay, tránh lúc bụng đói, gây tổn thương niêm mạc dạ dày. 2. Trưa nuôi dưỡng tim, giờ vàng 11 giờ đến 13 giờ mùa hè trong ngũ hành tương ứng với tim. Do đó, duy trì sức khỏe trong mùa hè chính là dưỡng tim. Buổi trưa tại thời điểm 11 đến 13 giờ là thời khắc thuận lợi trong ngày để duy trì sức khỏe trái tim. Trái tim là động cơ của toàn bộ cơ thể. Buổi trưa không nên ăn quá cay, sau bữa ăn ngủ một lúc, uống một ít nước đun sôi sau bữa ăn để làm lõ máu. Đây là việc tốt cho việc duy trì sức khỏe của trái tim. Ngủ trưa bảo vệ tim mạch và ngăn ngừa bệnh tim. Y học Trung Quốc tin rằng trái tim là chủ nhân của các cơ quan nội tạng. Ngủ trưa không chỉ tốt cho việc cải thiện cung cấp máu mạch vành, tăng cường thể lực mà còn loại bỏ mệt mỏi. Theo một số dữ liệu, giấc ngủ ngắn có thể làm giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh tim mạch vành, đau thắt ngực và nhồi máu cơ tim. 3. Buổi tối giảm cân, nuôi dưỡng mạch máu nghe có vẻ gì đó không đúng khi các lời khuyên từ chuyên gia là bạn không nên ăn tối sau 7 giờ. Nhưng sự thật là bạn chỉ không nên ăn tối trước giờ ngủ ít nhất 3 tiếng thôi. Trường hợp nếu bạn thức khuya và ăn tối quá sớm sẽ dẫn đến các cơn đói cồn cào khiến mất tập trung. Từ đó chúng ta có thói quen tìm kiếm những món ăn vặt không lành mạnh để lấp vào dạ dày. Việc này còn nguy hại cho cân nặng hơn là việc bạn ăn tối trễ nữa. Các bữa xế nho nhỏ, đây là bữa rơi vào khoảng 4 giờ 30 đến 5 giờ chiều, dành cho những cô nàng có lịch tập. Ăn nhẹ bằng ngũ cốc, chuối hoặc khoai lăng một giờ trước khi bắt đầu tập là khoảng thời gian lý tưởng để cơ thể có đủ năng lượng cần thiết. Ăn trước khi tập, tránh hiện tượng giảm huyết áp, đánh mất hiệu quả các bài tập. Các nhà nghiên cứu cho biết, melatonin được tiết ra bởi tuyến tùng gần mắt. Khi mắt cảm nhận được bóng tối, tuyến tùng sẽ mặc định mà đêm đã tới bắt đầu tiết ra hormone melatonin, lượng tiết ra đạt trạng thái cao nhất là vào thời điểm trước khi ngủ. Ngoài ra thì melatonin còn có tác dụng điều tiết estrogen và progesterone thụ thể. Hai loại hormone này đều ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Nếu ban đêm tiếp xúc quá nhiều với ánh đèn của TV, đèn ngủ, lượng tiết melatonin sẽ giảm mạnh, từ đó gây ảnh hưởng tới khả năng sinh nở của phụ nữ. Đây chỉ là một trong những thói quen khi ngủ gây hại cho sức khỏe của các bạn. Những thói quen khi ngủ có thể gây hại tới sức khỏe nên tránh làm sẽ tốt. Một bật tivi khi ngủ ảnh hưởng đến khả năng sinh sản, các nhà nghiên cứu cho biết melatonin được tiết ra bởi tuyến tùng gần mắt. Khi mắt cảm nhận được bóng tối, tuyến tùng sẽ mặc định màn đêm đã tới, bắt đầu tiết hormone melatonin. Lượng tiết ra đạt trạng thái cao nhất là vào thời điểm trước khi ngủ. Tuy nhiên Ngoài tác dụng hỗ trợ giấc ngủ, melatonin còn có tác dụng điều tiết estrogen và progesterone. Thụ thể Hai loại hóc môn này đều ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Nếu ban đêm tiếp xúc quá nhiều với ánh đèn của TV, đèn ngủ, lượng tiết melatonin sẽ giảm mạnh. Từ đó ảnh hưởng đến khả năng sinh nở của phụ nữ. Hai, mặc quá chật khi ngủ, ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất. Một bộ quần áo chật trội bó sát có thể làm cho bạn cảm thấy không thoải mái và khiến chất lượng giấc ngủ bị ảnh hưởng. Thêm nữa, khi bạn mặc đồ bó sót lúc ngủ, nhiệt độ cơ thể sẽ tăng cao, làm giảm quá trình sản sinh melatonin và hormone tăng trưởng. Do đó, hãy chọn cho mình những bộ quần áo rộng rãi, thoáng mát để giúp giấc ngủ sâu hơn. 3. Để tóc ướt khi đi ngủ, gây đau đầu. Sau khi gội đầu, nếu bạn không làm khô tóc, lượng lớn nước đọng trên bề mặt da đầu, đặc biệt vào mùa đông khi nhiệt độ thấp, để tóc ướt đi ngủ sẽ khiến cơ thể phát bệnh. Trong trường hợp xấu, bạn sẽ cảm thấy tê ở da đầu, kèm theo cơn đau âm ỉ. Sáng hôm sau sẽ xuất hiện những cơn đau đầu hoặc chóng mặt không thể giải thích được. 4. Ngủ khi bị say rượu, đau tim Một chuyên gia từ Đức đã quan sát sự nguy hiểm của việc uống rượu trước khi đi ngủ. Trong 15 năm thấy rằng, uống rượu xong đi ngủ ngay có thể xuất hiện ngưng thở hai lần, khoảng 10 giây mỗi lần. 10 giây này có thể gây ra tổn thương lớn cho cơ thể. Dễ thấy nhất là tổn thương mạch máu gây tăng huyết áp. Huyết áp cao sẽ liên lụy đến tim, dẫn đến tăng nhịp tim, rối loạn nhịp tim và cuối cùng là bệnh tim. 5. Mặc áo ngược khi ngủ tăng nguy cơ các bệnh nặng về vú. Một bệnh viện ở Mỹ đã khảo sát 5.000 phụ nữ và phát hiện ra rằng những phụ nữ mặc áo ngực khi ngủ có nguy cơ mắc các bệnh về vú cao gấp 2,1 lần so với những người không mặc áo ngực. Đây có thể là kết quả của việc nén ngực trong thời gian dài, tắc nghẽn dẫn đến lưu bạch huyết và giữ lại các chất có hại trong vùng ngực. 6. Không tẩy trang trước khi đi ngủ, hỏng xa mặt. Nhiều phụ nữ lười tẩy trang trước khi đi ngủ, Lớp trang điểm còn sót lại có thể làm tắc nghẽn lỗ chân lông, gây rối loạn bài tiết tuyến mồ hôi, từ đó gây ra mụn và làm hỏng khuôn mặt. Sửa mặt trước khi đi ngủ Không chỉ loại bỏ các kích thích xấu của lớp trang điểm còn sót lại trên da mặt, mà còn giúp ngủ ngon. 7. Che đầu khi ngủ, chi nhớ kém khi ngủ không được chùm đầu để giữ cho hơi thở tốt và cung cấp đủ oxy cho não, thói quen ngủ chùm kín đầu sẽ hạn chế sự lưu thông không khí trong chăn, nồng độ oxy trong chăn giảm xuống. Về lâu dài, không chỉ khiến trạng thái của người ngủ xấu đi, bị chóng mặt mà còn ảnh hưởng đến chức năng bộ nhớ của não. 8. Nằm áp sát mặt vào gối khi ngủ, ảnh hưởng tới vùng mặt, tư thế nằm khi ngủ cũng có thể tác động một phần tới cơ thể và chất lượng giấc ngủ của bạn. Đặc biệt nếu bạn nằm áp mặt vào gối khi ngủ suốt cả đêm thì nó sẽ làm ảnh hưởng tới độ đàn hồi của vùng da má và gây ra những nếp nhăn xấu xí. Bên cạnh đó, khi bạn áp mặt lên gối thì lỗ chân lông sẽ bị bí và tạo cơ hội cho vi khuẩn xâm nhập, gây nhần mặt và làm mụn trứng cá xuất hiện. Sau khi thức dậy phải mất một quá trình để cơ thể chuyển từ trạng thái bị ức chế sang trạng thái kích thích. Nếu như bạn ngay lập tức đứng dậy và mặc quần áo, cơ thể không thích nghi kịp, dẫn tới lưu lượng máu chậm, không cung cấp oxy đủ cho não kịp thời, bạn sẽ dễ bị chóng mặt. Vì thế nếu muốn có một ngày mới tràn đầy năng lượng và niềm vui thì bạn hãy cần tránh 6 việc sau đây vào buổi sáng nhé. Muốn sống lâu, tuyệt đối tránh làm 6 thứ này vào buổi sáng trong giai đoạn ngay sau khi thức dậy, một cử động nhỏ sai cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe. Tâm trạng vui vẻ và sức khỏe tốt vào mỗi buổi sáng thường là bắt đầu cho một ngày làm việc hiệu quả và sống tích cực. Thế nhưng, nếu muốn sống lâu, sống thọ, bạn cần phải tránh mỗi khi thức dậy vào buổi sáng. 1. Đứng dậy ngay sau khi thức dậy phải mất một quá trình để cơ thể chuyển từ trạng thái bị ức chế sang trạng thái kích thích. Nếu bạn ngay lập tức đứng dậy và mặc quần áo, cơ thể không thích nghi kịp, dẫn đến lưu lượng máu chậm, không cung cấp oxy cho não kịp thời. Bạn dễ bị chóng mặt, người trung niên và người cao tuổi cũng dễ bị tai nạn tim mạch và não. 2. Làm việc ngay, một số người làm việc chăm chỉ mọi lúc và ngay cả khi vừa thức dậy Tuy nhiên, việc thấu máu cung cấp cho não vào thời điểm này không chỉ dẫn đến hiệu quả làm việc thấp mà còn gây mệt mỏi. Khi bạn thức dậy, tốt nhất là nên nằm trên giường, suy nghĩ về kế hoạch trong ngày và để cho các cơ và máu đang nghỉ ngơi dần thức dậy, sau đó từ từ đứng dậy và thực hiện một số động tác giãn cơ. 3. Tập thể dục nặng Trong trường hợp có nhiều thời gian, tập thể dục vừa phải vào mỗi buổi sáng có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, một số người bắt đầu tập thể dục mạnh mẽ vào buổi sáng, chẳng hạn như nhảy dây, chạy, mệt mỏi và thở hổn hển. Tập thể dục vào buổi sáng sẽ phá vỡ nhịp tự chủ, khiến mọi người lo lắng suốt cả ngày. Người cao tuổi cũng dễ bị cấp cứu tim mạch và mạch máu não như nhồi máu cơ tim. 4. Ăn uống Buổi sáng sớm dạ dày ở trong trạng thái nửa mơ và nửa tỉnh, và phải mất 10 phút đến nửa giờ để thức dậy hoàn toàn. Vào buổi sáng, lượng nước bọt và dịch dạ dày tương đối ít. Nếu bạn ăn ngay, đặc biệt nếu bạn ăn một số thực phẩm khó tiêu như thịt, sẽ dễ dẫn đến chứng khó tiêu. 5. Gấp chăn Theo một nghiên cứu của Đại học Kingston ở Vương quốc Anh, ngay cả trong một phòng ngủ rất sạch sẽ, có ít nhất 15 triệu con ve trong chăn trên mỗi chiếc giường. Do mặt bụi trong phòng không dễ tồn tại trong môi trường khô giáo tiếp xúc, nên các mền xếp chồng lên nhau sẽ dễ dàng bảo quản nhiệt độ và mồ hôi của cơ thể, do đó tạo điều kiện sống cho mặt bụi. Ngoài ra, mọi người thải ra một lượng lớn khí thải trong một giấc ngủ đêm, bao gồm 149 loại chất hóa học như carbon dioxide và khoảng 150 loại chất bốc hơi từ mồ hôi và các chất này được hấp thụ trên chăn. Ngay sau khi thức dậy, các chất này không dễ bị tiêu tan, dẫn đến sự tích tụ các chất có hại và sự phát triển của vi sinh vật. Không chỉ làm thay đổi bản chất của sợi quy, mà còn được cơ thể hấp thụ trở lại vào ban đêm. Sau đó gây nguy hiểm cho sức khỏe, không nên xếp chồng và dọn dẹp giường ngay sau khi ngủ dậy. Nhưng lật chăn ra, để mặt trong của chăn ra ngoài và mở cửa, cửa sổ để thông gió sau đó gấp chăn sau khi giặt. 6. Không mở xem cửa Để nhanh chóng và hoàn toàn thức dậy khỏi giấc ngủ, tốt nhất nên mở xem cửa trước để ánh nắng chiếu vào, đưa ra tín hiệu sinh học. Tại thời điểm này, cơ thể ngừng melatonin ứ mật, mở cửa sổ và hít một vài ngụm không khí trong lành, cung cấp đủ oxy cho não để tăng tốc não.